Thank you.
Con này tước mỗi con ghê các bạn. Trời má luôn. À, hai con chim mái luôn các bạn. Hai con mái nữa nè. Mai đem hai con mái là mình đem mái là quánh luôn. Hai con mái luôn.
tay nào gọi cho mình 7 cuộc gọi 8 cuộc còn nhỡ mà mình gọi lại không bóc máy nữa. Gọi cho mình 8 cuộc gọi nhỡ luôn, liên tiếp luôn mà mình bóc, mình gọi lại không bóc máy. Chút nữa là ăn chằn trường xịt lên trên nữa, chia phao ra để nó quấn nồi nồi dính cá, nó quấn nồi lại đem cá ra không được. Cái cá đâu trụ về đâu nhiều không? Nó sạc đâu? Cái chỗ cũng chú chút không đi cho nó lại còn mê lắm. Không. Xuống hả? Ghê, mưa ấy coi chưa chi rồi mà bây giờ còn đó. Còn phao đèn chứ? Không, tao đâu có phao đèn nữa. Không. Móc mồi, lo móc mồi. Thì nào cá nó ăn tao kiểu. Dướng dướng lấy bự mùi đó lắm mà xịt lên trên đó, xịt lên ra hoài hoài cái phao ngắn thôi, sao phao dài dữ vậy? Mấy bữa câu được mấy con cá chơi? Mấy bữa là câu được mấy con cá chơi? Bắn được 10 con cá chơi luôn hả? Vậy à. Ngon à? Con quánh chỗ đó 10 con là ngày sau được quánh chừng 2 con 2 con à, là hết rồi, nó nhót cá lại à. Không. Trong có mấy cái hàng á chốt. Không. Hàng nhiều lắm. Có dướng. Còn nó êm á. Chết.
chú Kiếu làm một con cũng ngon. Bữa đó tao về hả? Bữa đó tao về mày vô đó rồi quánh hả? Ngày nào mày cũng câu đó hả? Con đây. Con số 7 6 2 4 6 8 10 12 14 16 con.
Thầy chắc 36 con quá ha. 6, 2, 4, 6, 7. Lúc lúc tao ngồi 11, 12, 13, 14, 15 con. 15 con hả? 16 con, 16 con. 16 con. Mày chắc 80 con quá. Đó mấy con? 4 con ha. 5 con, 6 con, 7 con. Được có nhiêu đây các bạn? 2, 4, 15 con. 16 con. Bằng ngoài mua. Ngày qua cũng cỡ này. Và cũng cỡ này à. Lúc mà nữa quay phim hả? Hả? Quay phim vô tôi bay hả? Hả? Mình quay cái quay phim mình cái vô tôi bay gì? Tôi bốc hả? Hả? Bốc vô quay phim lại hả? YouTube á? YouTube là cái gì? YouTube á? YouTube quay đó hả? Hả? Tôi không có. Mày có đăng ký kênh tao không? Yeah.